Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Israel mở mắt ra đã thấy bị lừa, Nga có màn kịch xuất thần, Syria xoay chiều khó tin. Tổng thống Ukraine bất ngờ tuyên bố về chiến tranh tổng lực với Nga, Moscow đáp trả thẳng tay. Và sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Israel mở mắt ra đã thấy bị lừa, Nga có màn kịch xuất thần, Syria xoay chiều khó tin. Nga lần đầu tiên thể hiện sự phẫn nộ lớn đối với các cuộc tấn công của Israel ở Syria, nhưng có vẻ như vẻ mặt nổi giận đó là một vai diễn tài tình. Nga nổi giận thực sự, Nga và Israel đã có khoảng thời gian dài điều phối mối quan hệ căng thẳng nhưng có tính toán trong cuộc chiến ở Syria. Tuy nhiên, mối quan hệ cả hai gần đây có lẽ đang rơi xuống điểm tồi tệ nhất trong bối cảnh Israel liên tục tấn công vào các mục tiêu Iran ở Syria. Trong vài tháng qua, Moscow đã báo hiệu sẽ không còn để cho các cuộc tấn công của Israel tiếp tục trong lãnh thổ của đồng minh Trung Đông thân cận. Hơn nữa, khi căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng, khả năng duy trì quan hệ với hai đối thủ trong khu vực của Nga phải đối mặt với những thách thức mới. Vào ngày 19 tháng 7, máy bay Israel đã bắn 8 tên lửa dẫn đường và Hezbollah và các mục tiêu liên kết với Iran ở tỉnh Aleppo của Syria. Đáp lại, Moscow được cho là không ngồi yên trước cuộc tấn công như mọi khi, cũng không đưa ra lời cảnh cáo đơn thuần. Thay vào đó, chuẩn đô đốc Vadim Kulis, phó giám đốc trung tâm Hoàng Nga ở Syria, tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga đã được sử dụng để bắn hạ 7 trong số 8 tên lửa. Vài ngày sau, ông Kulis khẳng định vũ khí do Nga sản xuất đã đánh chặn 4 tên lửa dẫn đường được bắn từ hai chiếc F-16 của Israel trên không phận Lebanon nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Homs của Syria. Một báo cáo khác sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden vào tháng 6 cho biết Washington đã xác nhận với Moscow về việc không hoan nghênh các cuộc không kích liên tục của Israel ở Syria. Những tuyên bố như vậy càng làm dấy lên những đồn đoán liên quan đến cách tiếp cận hiện tại của Nga đối với Israel, vì Mỹ rõ ràng cũng đồng tình với Nga trong việc hành động kiên quyết hơn trước các cuộc tấn công của Israel. Vai diễn bất ngờ của Nga. Trên thực tế, lợi ích riêng của Israel trong cuộc chiến Syria đã gây ra căng thẳng với Nga âm ỉ ngay từ đầu và ngày càng trở nên khó chấp nhận trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng vẻ mặt nổi giận đối với Israel có thể chỉ là vỏ bọc bên ngoài, tính toán thâm sâu của Nga. Bất chấp những vướng mắc với Israel, giới quan sát tin rằng thay vì chống lại Tel Aviv, điều mà Nga quan tâm nhất lúc này sẽ là giữ Iran tiếp tục đứng về phía mình, đặc biệt khi xem xét tương lai không chắc chắn của giới lãnh đạo ở Tehran. Bên cạnh việc đánh giá tác động của cuộc bầu cử giúp Tổng thống Ebrahim Raisi giành chiến thắng vào tháng 6, Moscow cũng có những lo ngại về tương lai của lãnh tụ tối cao Iran. Ayatollah Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran nắm quyền từ năm 1989, đã thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với Nga, bất chấp việc Moscow không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Iran và Hezbollah ở Syria cho đến nay. Nga có lý do để lo lắng về người kế nhiệm mới có thể thay đổi chính sách đối ngoại của Iran theo hướng không còn thân thiết với Moscow như trước. Moscow hành động không phải vì họ khó chịu với cuộc tấn công của người Israel, mà vì họ lo ngại mất ảnh hưởng với Iran trừ khi Tehran thấy rằng Nga đang thực hiện một số hành động để kiềm chế Israel. Tiến sĩ Markat từ Đại học Gary Mason nói với Insider Arabi, việc lựa chọn một nhân vật không tin tưởng Nga nắm vai trò lãnh tụ tối cao có thể làm phức tạp thêm chính sách Trung Đông của Moscow. Như từng thể hiện trong quá khứ, Nga muốn thực hiện một hành động cân bằng để củng cố sức mạnh của mình với tư cách là nhà môi giới quyền lực trong khu vực. Do đó, Nga sẽ cố gắng duy trì một cách tiếp cận tương tự trong các thương lượng với Iran và Israel, ngay cả khi Nga có những tuyên bố thể hiện sự thất vọng ngày càng lớn đối với các cuộc tấn công của Israel ở Syria, thì Moscow có thể chỉ đang tìm cách diễn với các nhà quan sát bên ngoài. Trước đây, truyền thông Nga đã quảng bá ý tưởng về một cuộc đọ sức với Israel, tất cả đều nhằm vào khán giả phương Tây, nhằm thể hiện hình ảnh về sự quyết đoán của Nga ở Trung Đông. Cuối cùng, bất chấp những đồn đoán về một mối quan hệ đang thay đổi, Nga có thể sẵn sàng thỏa hiệp với Israel. Nhưng điều này phụ thuộc vào hiện trạng giữa Israel và Iran vẫn còn nguyên vẹn. Nếu có sự thay đổi lãnh đạo ở Tehran hoặc nếu căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang, vượt quá mức hiện tại, Moscow sẽ phải đối mặt với một tình thế khó xử mới và có thể phải điều chỉnh các chính sách đã được đo lường giữa hai đối thủ. Tổng thống Ukraine bất ngờ tuyên bố về chiến tranh tổng lực với Nga, Moscow đáp trả thẳng tay.
Khi được hỏi liệu có thể xảy ra cuộc chiến tranh toàn diện với Nga hay không, Tổng thống Ukraine Zelensky đã không ngần ngại trả lời, tôi nghĩ là có thể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm nay nói rằng một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra và ông muốn có một cuộc gặp thực chất với nhà lãnh đạo Vladimir Putin. Tại hội nghị thượng đỉnh chiến lược châu Âu JATA, khi được hỏi liệu có thể xảy ra cuộc chiến tranh toàn diện với Nga hay không, ông Zelensky đã không ngần ngại trả lời, tôi nghĩ có thể. Đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, nhưng rất tiếc vẫn có khả năng đó, ông Zelensky nói thêm bằng tiếng Ukraine. Đây sẽ là sai lầm lớn nhất của Nga và sau đó sẽ không bao giờ có mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hơn với Nga nữa. Theo Tổng thống Zelensky, Nga và Ukraine hiện đã trở thành kẻ thù của nhau vì những hành động của Moscow trong lĩnh vực truyền thông. Khi được hỏi về thái độ của ông đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Ukraine đã trả lời rằng, tôi không có thời gian để nghĩ về ông ấy. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga về Cộng đồng các quốc gia độc lập và hội nhập Á-Âu, ông Leonid Kalashnikov cho biết không ai ở Nga muốn chiến tranh với Ukraine, đồng thời khẳng định điều đó chỉ có thể xảy ra nếu Kiev khiêu khích. Một cuộc chiến tranh toàn diện chỉ có thể nổ ra nếu họ, chính quyền Ukraine, tiến hành một số dạng khiêu khích nào đó, giống như Mikhail Saakashvili đã làm ở Georgia. Ông Kalashnikov tuyên bố, quan hệ giữa Ukraine và Nga trở nên căng thẳng kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và ủng hộ khu vực ly khai trong cuộc xung đột ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Kiev nói rằng cho đến nay, cuộc xung đột tại khu vực này đã khiến ít nhất 14.000 người. Cũng trong hội nghị nêu trên, ông Zelensky nói rằng mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ tốt hơn trước, nhưng Kiev vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ phía Washington về việc liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Lộ chiến dịch Mỹ bơm tiền cho Ukraine lừa bẫy, lính đánh thuê Nga, Tổng thống Putin đã đúng từ một năm trước. Thông tin độc quyền CNN đăng tải trùng khớp với những gì ông Putin nói từ một năm trước. Mỹ bơm tiền cho Ukraine đặt bẫy, lực lượng an ninh Belarus đã ập tới một khu nghỉ dưỡng ven hồ bên ngoài thủ đô Minsk để bắt giữ 32 người Nga vào một ngày mùa hè năm 2020, chỉ chưa đầy 2 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Belarus hồi năm ngoái. Chính quyền nghi ngờ những người này được cử tới từ Nga để can thiệp vào tình hình Belarus. Trên thực tế, đúng là họ có nhiệm vụ riêng, nhưng mục tiêu không phải là Belarus và họ cũng không hoạt động theo mệnh lệnh của bất cứ cơ quan nào của Moscow. Họ đã bị dàn xếp. Theo thông tin độc quyền của CNN, 32 người kể trên được cho là lính đánh thuê Nga và là mục tiêu của tình báo Ukraine với hoạt động được cho là có sự hỗ trợ của Mỹ, dẫn lời ba cựu quan chức tình báo quân đội cấp cao của Ukraine. CNN mô tả cách thức tiến hành chiến dịch nhử 32 mục tiêu ra khỏi Nga, những mục tiêu mà Kiev cho là có liên quan tới cuộc giao tranh ở đông Ukraine. Đầu tiên, các đặc vụ Ukraine giả làm một công ty quân sự tư nhân của Nga và tuyển dụng cho các vị trí bảo an với mức lương cao bất thường tới 5.000 USD một tháng để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ Venezuela. Theo nguồn tin của CNN, đã có hàng trăm nhà thầu Nga đăng ký làm việc và tình báo Ukraine đã lợi dụng cơ hội này để điều tra kinh nghiệm làm việc và cuối cùng lọc ra các mục tiêu. CNN nhấn mạnh, rõ ràng điều này có lợi cho tình báo Mỹ, dù quan chức Mỹ phủ nhận vai trò trực tiếp liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, quan chức tình báo Ukraine khẳng định chiến dịch do Kiev dẫn đầu nhận được tiền, hỗ trợ kỹ thuật và lời khuyên từ tình báo Mỹ CIA về cách thức dẫn dụ các lính đánh thuê người Nga. Một quan chức cấp cao của Mỹ đã phủ nhận thông tin này với CNN, nhưng Reuters đã có xác nhận từ cơ quan an ninh Liên bang Nga rằng thông tin kể trên là chuẩn xác. Từ một năm trước, Moscow Times đã đưa tin về quan điểm của Tổng thống Nga Putin về vụ việc. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Putin nói, chiến dịch này do các cơ quan đặc vụ của Mỹ và Ukraine thực hiện. Đó là chuyện ai cũng biết và một số người tham gia hoặc thông thạo tình hình thậm chí còn chẳng buồn giấu giếm. Ông Putin cho hay nhóm người Nga đã bị lừa tới Belarus bằng giấy tờ giả mạo. Quan chức Mỹ cũng thừa nhận Mỹ có biết về chiến dịch của phía Ukraine, sự thất bại của Ukraine. Những người Nga được thông tin là sẽ bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để nối chặng đến Kakarat. Mục đích thực sự là nhằm đưa họ tới Ukraine để bắt giữ. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã tạo ra một bước ngoặt khi Nga quyết định đóng cửa biên giới để chống dịch, ngoại trừ lối di chuyển sang nước láng giềng Belarus. Vậy là những người vừa được tuyển dụng lên ô tô và di chuyển bằng đường bộ tới Minsk. Đến Minsk, họ được biết là phải lưu lại vài ngày và được chuyển tới Belarus Soka Sanatorium, một khu nghỉ dưỡng ngay gần thủ đô. Lúc này các lính đánh thuê có vẻ không thoải mái, nếu không muốn nói là nghi ngờ. Một nhân viên khu nghỉ dưỡng chia sẻ với CNN, tôi vẫn nhớ là mình đã gặp họ, một lính gác khu nghỉ nói với CNN. Họ ở đây vài ngày, họ không làm gì gây phiền hà với chúng tôi. Vụ bắt giữ là một sự bất ngờ. Thời gian trì hoãn kéo dài, đủ để cơ quan an ninh Belarus hành động chỉ vài giờ trước khi nhóm người lên máy bay. Một cựu cố vấn tổng thống ở Belarus cho biết, ban đầu chính quyền Belarus tin rằng nhóm người Nga được cử tới Belarus để gây bất
ổn cho cuộc bầu cử lúc đó đã cận kề và họ bối rối trước hành động đầy bất ngờ từ phía đồng minh Nga. Về phía Nga, Điện Kremlin phủ nhận việc đưa người tới can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus. Còn về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại ra mặt. Ông kêu gọi dẫn độ những người Nga nói trên tới Ukraine trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Belarus vài ngày sau vụ bắt giữ. Mấy hôm sau, ông Lukashenko khước từ yêu cầu của ông Zelensky, Tổng thống Belarus đã trao đổi với Tổng thống Nga Putin và cả hai nhà lãnh đạo đều tự tin có thể giải quyết tình hình. Một tuần sau cuộc gọi đó, Nga tuyên bố đón 32 người Nga bị bắt giữ ở Belarus trở về. Tổng thống Ukraine Zelensky vì công khai phủ nhận chiến dịch của Ukraine và xuất hiện trên truyền hình với phát ngôn Kiev bị lôi kéo vào vụ việc. Quan chức Ukraine đã không phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin của CNN. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng thông tấn này, chiến dịch thất bại là một đòn đánh nghiêm trọng với tình báo Ukraine, những người đã mất gần 18 tháng để giăng bẫy.